hai cả nhà. Thì hôm nay thì Tùng mời cô chú anh chị cũng như là mọi người đến ở đây là hiện tại là trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Thì ở đây có một cái phim trường rất là lớn. Thì cũng không biết lý do gì mà như bây giờ cái phim trường này cũng bỏ trống rồi cô chú anh chị. Thì đây Tùng sẽ mời cô chú anh chị vô tham quan cũng như khám phá cái phim trường. Thì cô chú anh chị ha, nếu như mà đã từng xem đài truyền hình VTC thì chắc cũng không thể nào mà không biết đến cái VT9 Lết Việt ha. Thì đây Tùng sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị cái phim trường lớn Lết Việt đây ha. Đây ha cô chú anh chị ha, đây phim trường Lết Việt rồi. Thì cũng được biết là ở trong cái phim trường này á thì cũng là để đóng mấy cái MV ca nhạc đồ này kia. Thì bây giờ thì ở đây hình như nó cũng ngưng hoạt động rồi cô chú anh chị. Thì ở đây bây giờ thì gác ghế người ta tập kết ở đây khá là nhiều. Còn thứ hai nữa là ở đây người vô cho cường ta vô cũng vô để ở. Mấy em câu cá hả? Có cá không? Có. Ủa đây là cá gì trong đây? Cá rô phi. Người ta thả hả? Đâu, hồ núi. Có nghĩa là người ta nuôi cá đây. Dạ. Mấy đứa câu dính con nào chưa? Trời ơi. Bự không? Nhỏ. Có nghĩa là người ta nuôi cá đây. Dạ. Hay ha. Đây của chú anh chị ha, ở trong cái hồ này là có cá nè. Đây là cá rô động mình mà. Động rô phi. Rô phi. Rồi. Nhà con có mấy đứa ở đây gần đây không? Dạ con gần. Là thường thường là rảnh rảnh ra đây ha. Dạ. Nhưng mà đi xuống đây cẩn thận nha, chừng có biết bơi không? Biết. Chứ nguy hiểm nha. Thì ở đây ha cô chú anh chị ha, chắc có lẽ là đây là ngày xưa để đồ dụng cụ đồ này kia nè. Ở trong đây bây giờ thành cái nơi tập kết của mấy anh bán ổi bán đồ nè. Cái phim trường ha, thì bây giờ nó cũng là còn cái hoài niệm thôi, chứ giờ trong đây cũng không còn hoạt động, nhưng mà cũng không thấy làm gì luôn. Ở đây là cái địa điểm mà để cho mấy anh bảo vệ của cái phim trường đi ra vô ở đây giữ ha của chú anh chị ha. Thì ở đây cũng có ai dán hình mẹ Quan Âm Bồ Tát ha. Thật sự ra thì ở đây rất là kinh khủng. Và người ở ngoài người ta đi vô đây người ta phóng vế đồ tà le tà lưa hết. Đây của chú anh chị thấy ha, nguyên một cái không gian thế này là nơi tập kết của những cái phế phẩm công nghiệp. Đây như là những cánh quạt đồ này kia nè, tập kết ra chai ha. Tại vì ở đây bây giờ cũng không có người quản lý nên là gác ghến hay gì đó để lung tung hết, cũng không có ai quản lý được. Ở đây thì Tùng thấy có một cái cây xà la nè cô chú anh chị. Thì cái cây này thì ăn cũng không có được đâu, rất là xa trái. Nếu mà ăn được thì chắc chắn là nó sẽ không còn nó ở đây rồi, chắc chắn chứ không còn trái đâu. Cô chú anh chị thấy nè, trái nè. Không có bàn tay con người thì cái cảnh vật xung quanh ở đây hình như nó khá là bề bộn, không ai dọn dẹp rồi này kia. Thì ở đây là chỉ có bên ngoài thôi, một tí xíu nữa chúng sẽ dẫn cô chú anh chị vô ở bên trong của cái phim trường này. Đây của chú anh chị ha, đây là cái cuốn phim nè. Thì ở đây là phim trường, nhưng bây giờ thì tôi nghĩ là người ta sẽ quay những cái video bằng điện tử nhiều hơn là những cái cuộn phim như thế này. Đây ha. Đây là của cái hãng Sony nè. Bây giờ thì chắc chắn là sẽ không có những cái thứ gì có thể là có giá trị được ở đây. Đây là những cái cây sake mà nó sai trái thế này của chú anh chị ha.
nó cũng dãy đầy chứ luôn. Đây là cái ráo của nó nè, nè. Đây là cái khung cảnh ở bên trong mà của chú anh chị. Thì ở đây á, ở trong này có phim trường rất là lớn. Bây giờ ở trong đây là ghế ghéo ha, những cái gì mà có thể là mình bán được á, thì chắc chắn ở đây cho nó sẽ không còn ha. Có một điều thú vị nữa của chú anh chị ha, những cái cuốn phim đây ha, đây những cuốn phim thì chắc chắn những các bạn trẻ, những cái thời nay nữ cỡ khoảng năm 2000 đổ đi thì chắc chắn sẽ ít có biết cái cuộn phim này lắm. Và những cái người mà từ 90 đổ về thì lúc đó là chưa có đầu DVD thì sử dụng cái băng đĩa này khá là nhiều. Thì ở đây cái khung cảnh bây giờ là nó là khá là bề bộn. Thì đây là những cái ghế, những cái ghế sofa mà ngày xưa để cho mọi người ngồi. Thì ở đây thì những cái gì mà giống như sắt hay gì đó thì nó cũng đã bị lấy đi hết rồi của chúng chị ơi. Thì bây giờ cái đài LED Việt á, thì bây giờ cũng không có thấy còn tồn tại ở trên cái đài VTC nữa. Thì chắc là tôi nghĩ là ở đây chắc cũng có ai ở đây nên là cũng có thấy quần áo đây này của chúng chị. Ở đây là họ đốt mà. Bây giờ thì sẽ đi ra đằng sau. Ở đằng sau những khung cảnh là của chú anh chị giống như là một cái bãi rác khổng lồ. Thì ở đây trước kia cũng là một cái phim trường rất là lớn ha, nên là ở đây nè, những cái băng rôn khẩu hiệu rồi ở đây còn khá là nhiều của chú anh chị ha. LED Việt nè. Bây giờ là chỉ còn lại một cái mớ hỗn độn này. Ở đây ha, đây những cái cuốn phim này của chú chị ha. Vô phim trường mà không có phim á thì cũng không gọi là phim trường ha. Thì đây nè, có khá là nhiều những cái cuốn phim mà ấy là của chú chị. Đây. Thì bây giờ thì thấy như tôi nghĩ là hiện tại cái này bây giờ cũng không còn sử dụng của chú anh chị. Tại bây giờ là đa số là lưu trữ ở trên những cái thẻ nhớ USB không à. Khá là nhiều ha. Trời ơi, ở trong đây nguyên một cái kho phim luôn của chú anh chị. Đó. Nhỏ có, lớn có, thật là kinh khủng ha. Tại vì những cái thứ này là nó không có giá trị nên là những cái người mà thu nhập ra chai á
dư chai nên là họ không có lấy đi. Chứ nếu như mà nguyên một cái khu như thế này của chú anh chị nè, nếu mà có giá trị thì chắc chắn nó sẽ không còn hiện diện ở đây. Ở đây là những cái cục kim lớn. Khủng ha. Hay là ở đằng sau là chắc nghĩ là cái chỗ mà để chính để mà thực hiện những cái cảnh quay nè của chú anh chị. Ở khu vực đây thì hiện tại bây giờ có khá là nhiều cái tòa nhà chung cư đang xây lên, cũng như là ở đây là cũng gần cái quốc lộ 13 cũng như là đại lộ Bình Dương rồi đó. Đây. Ở đây là cái cầu thang đi mình đi lên trên. Ở đây vật dụng gì mà nếu như có giá trị thì chắc chắn sẽ không còn. Đây nhìn cũng giống như là một cái đống đổ nát thôi của chú chị. Thì video ở phim trường Lát Việt hôm nay thì cũng xin kết thúc đây cô chú anh chị ạ. Thì hôm nay đi cũng gặp mấy anh bên điện lực, họ đang cắt cây rồi sợ mưa bão ha. Thì đây là đường Nguyễn Thị Minh Khai, mình đi hướng kia là đi ra ngoài đại lộ Độc Lập, xin lỗi cô chú, đại lộ Bình Dương ha.